Kênh Đồ Đến Mỹ xin chào các bạn. Hôm nay thứ tư ngày 25 tháng 9. Em lên với các bạn. Tổng hợp có gì lên đó nghe các bạn. Đầu tiên em lên một con G9. G9 nghe các bạn chứ không phải G8. Em nói đùa thôi chứ cái này nó form dáng G8 nha các bạn, nhưng mà nó là hàng tất nhiên thương mại, nhìn cũng form lưng ngắn ngắn nha các bạn, form dáng nó cũng như hàng cấp phát tay trẻ đàng hoàng nha các bạn. Rồi cái cổ thì nó khác, cái cổ thì nó giống áo bomber hơn nha, cổ giống MA1, còn về cái thân toàn bộ áo là theo form dáng G8 ngoại trừ cái cổ ha, cái cổ thì giống MA1. Nhưng mà nhiều bác mặc cái áo G8 cái cổ nó hay bị gãy, nó cao nó dễ gãy cho nên cái cổ này nó sẽ tiện hơn. Tất nhiên cái này là hàng thương mại thôi, nhưng mà form dáng các bác thấy ổn đúng không, cũng lưng ngắn ngắn thôi nha. Và size các bác từ 6 65 60 63 đến 75 cân được, 63 được, còn không cứ 65 đến 75 cân. Và chú ý là chiều dài 1m7 đổ lại, 1m73 74 vẫn được nha, nhưng mà cái lưng nó cũng như hàng cấp phát thôi, nó may lưng ngắn không dài nha các bác. Rồi tem mát rồi nhìn hầm hố luôn các bác. Ok các bác thấy form dáng trước ha, rồi em sẽ giới thiệu cái này về các bác kiếm thêm cái tem này dán vô, nó có miếng nhám này. Rồi hàng thương mại đã qua sử dụng, của hãng Mushi, Made in China, lót lụa ở trong cũng có lớp bông nhưng mà vừa thôi, không dày, mỏng thôi, lót chừng bông. Form dáng thì nó cũng như gần như G8 thôi, cái nó chỉ khác cái cổ, nó có thêm cái túi bên này nữa nghe các bác, rất là tiện, vừa túi hông và vừa túi trên luôn. Chất vải của nó đây, vải dù màu thì nó cũng gần giống hàng cấp phát cái màu ha, cái chất vải nó cũng gần giống thôi chứ không giống 100%. Quan trọng là cái form dáng cũng ok đấy các bác. Tem hàng đã qua sử dụng, độ mới cũng phải 94%. Rồi cái cổ là cổ bomber này. Cái cổ giống cổ MA1 ha. Cổ thì đã qua sử dụng, tất nhiên nó hơi đổ lông. Bên ngoài thì nó đổ hơi nhiều đấy. Nó xù xù. Rồi. Tay bo trẻ nghe các bác. Bo trẻ. Chỗ này nó xích cũng chưa hẳn ấy đó. Nó hơi hở cái mũi chỉ thôi chứ không phải là tụt chỉ đâu. Rồi bo thì nó hơi xù xù thôi chứ còn tổng thể cái áo cũng còn nguyên cái chiếc vải thì còn ok nha. Rồi form dáng là G8 nhưng mà nó hơi bị lai cái cổ cho nên em đặt tên cho nó là G9 bởi vì hàng cá phát nó không có G9, mình đặt vậy cũng không chắc không sao. Size là free size này. Cái này thương hiệu của nào thì không biết nhưng mà nó gia công tại China nghe các bác, và xuất này thị trường Nhật, phải thị trường Nhật không các bác, xuất sang thị trường Nhật nghe các bác, toàn tiếng Nhật nha. Thương hiệu Mushi của nước nào thì không biết nhưng mà nó gia công tại Trung Quốc và xuất sang thị trường Nhật. Rồi bác nào thấy hợp lý con này em bán vai 54 1.800.000, tay 64 và dài 62, chú ý chiều dài giùm em nha, 1.800.000. Tất nhiên là hàng thời trang, nhưng mà bác nào thấy giá
hợp lý. Thì chốt cho em con này em bán 1.800.000 nha, mặc nhiều thời trang thôi. Mã số 62. Tiếp theo, lên một con áo chiến thuật màu olive, chiếc vải caro rip top. Này vải này vừa phải, là không dày, không mỏng, không dày. Size large regular. Thương hiệu Rutco của Mỹ nha các bác. Gia công tại China. 100% cô tông rip top nha. Hàng Rutco nha các bác. Rutco thì nó không có hàng cấp phát đâu, chỉ có hàng thương mại thôi. Và gia công tại China. Đó, thường là nó may tem rời như thế này. Các bác về thấy diễn chữ China không thích là xé đi phát là không biết của nước nào luôn, đúng không? Tức là thương hiệu của Mỹ đó nha các bác, gia công tại China. Áo rất mới, gần như chưa sử dụng nha, lát rêu đó. 4 túi. Màu nó dạng màu olive, nhưng mà cái màu nó thiên về màu nồng súng nha. Tức là olive sậm, olive nó tối. Còn lại mới lắm, đai sườn đầy đủ nha. Đai sườn nó có hai ngứt, ngứt trong ngứt ngoài. Này các bác eo nhỏ để siết cái hộp trong. Độ mới 98%, không lỗi lầm nha. Này bụi nó bám. Rồi áo 4 túi 77 đến 90 cân, 78 đến 90 cân, trên 80 cân này đẹp ha. Rồi và cao 1m67, 66 trở lên. Ok không các bác? 1m68 đi đến 1m77, 80 đến 90 cực là đẹp. Rồi 4 túi nha, 4 túi đai sườn mới, gần như chưa sử dụng nha. 98% em bán 600.000. Chất liệu caro rip top, 100% cô tông. Vai 53, tay 62 và dài 75.5, 600.000. Mã số 63. Tiếp tục một cái áo Học viện Không quân Mỹ khóa đồng, khóa đồng IKK. Rồi size 38 sọc, 55 đến 65 cân. Rồi 1m6 đến 1m58 đến 1m68, 38 sọc. Lót kèm theo áo nha, lót rồi. Cổ thì nó còn đồ mới còn ok đó, cái cổ là mồ hôi thôi nha, không phải define đâu nha, về giặt giúp em mồ hôi thôi. Chuẩn Học viện Không quân Mỹ nha các bạn. Rồi ok, tình trạng bo còn ngon, bo ngon nha, không bo còn ôm khít, không lỗi, không xước, không sụp. Mấy này hơi bụi bụi thôi nha. Rồi không lỗi lầm, độ mới 94% trở lên, nó bụi bụi cái cổ thôi, các bác về giặt sạch sẽ thì phần trăm nó sẽ tăng thêm đấy. Và ăn tiền là cái size nữa, cứ dưới 65 cân này nha các bác. Bác nào thích thoải mái thì dưới 63 cân. Dưới 63 cân thì nó thoải mái hơn, 50 đến 63 cân. 1m65 đổ lại thôi nha. 1m66 đổ lại. Rồi, size đẹp. 500.000 đồng, mã số 64 nha các bác. Không lỗi lầm. Không tì vết nha. Nó chỉ mồ hôi cái cổ là bị dơ thôi. Dơ mồ hôi thôi chứ không phải phai đâu nha, về giặt giúp em. Vai 48. Tay 65. Dài 64 nha các bác. Rồi 500.000 mã số 64. Tiếp tục một
M65 sa mạc, X-Mon Regular. Lâu lắm rồi mới nay mới lên lại cái áo sa mạc này. X-Mon Regular nghe các bác, chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 89. Đây là chặt đời đầu luôn nha, đời 89. Rồi lót lụa, ta lót bóp ly. Chuẩn hàng cấp phát nghe các bác. Áo sa mạc 3 màu, tình trạng nước màu còn 95% trở lên. Chiếc vải thớ ngang đằng ngoài đấy các bác. Nước màu còn ổn nha. Vải thớ ngang luôn đấy. Tay chỗ này nó bị dơ tí. Cái này ra hay không này không biết ha, nhưng mà nó bị một chấm dơ dơ thôi. Tí nghe ra, về các bác xử lý giúp em. Tay nếp gấp mờ lắm, cái nếp gấp rất là mờ. Ok. Rồi, một vết dơ đó thôi, bên này ổn nha. Bên này sạch sẽ, nếp gấp các bác thấy hầu như rất là mờ. Lưng sạch sẽ, không tì vết luôn nha. Này bụi, cái này nó đóng hàng, nó ma sát, dính vô đâu nó bị dơ tí đó. Cái này giặt bao ra nha. Đó, đây. Cái này nó vết dính mới, nó chưa có giặt đâu nha, bao ra. Rồi, ok, lưng trên này ổn, thân trước ổn, độ mới cao lắm các bạn. Ok, bên này cũng ổn luôn nha, khóa nhựa tất nhiên rồi, hàng áo sa mạc thì chỉ có khóa nhựa thôi, khóa đồng thì nó là hàng thương mại nghe các bác. Nếu khóa đồng thì nó là hàng thương mại thôi, còn hàng cấp phát 100% phải là khóa nhựa nếu áo sa mạc ba màu nha. Rồi, nón đầy đủ, size đẹp nghe các bác. X-Mon Regular, năm mươi đến 65 cân. 65 thì 65 được nha, 65 là gọn hơi ôm đấy. Còn các bác thích thoải mái thì dưới 63 cân thôi. Rồi và cao 1m65 đến 1m75. Áo tình trạng là độ mới. Độ mới phải 96 được đấy, 96% nha, trở lên nha các bác. Nếu không tính cái vết dơ này thôi, nó chỉ bị một lỗi duy nhất là cái vết dơ ngay đây. Không biết có ra hay không. X-Mon Regular, đợt chất vải nó còn lông tơ luôn, chuẩn cấp phát 589 nha. Cái này rõ sơ sơ thôi, về giặt không biết ra, còn lo cái này thì không thấy ra rồi đó. Nhưng mà chắc cũng không sao. Rồi ok, bác nào thấy hợp lý chốt cho em con này, em bán. $1.700.000. Size đẹp nha các bác, vai 48 này, tay 62 và dài 79 nha, là dây trên dây dưới đầy đủ. Cái lót thì nó hơi ố tí, em quên báo. Nó lót nó hơi ố tí nha. Ố bên trong cái lót thôi. Nó ố gì dưa, ố đây chứ phải dưa. Để thấy bị cái lót thôi. Đây này các bác. Đây nha. Còn bên ngoài là không tì vết gì hết nha, chỉ một vết dưa ngay cái tay em báo thôi. Rồi em bán 1.600.000, em báo lại giá 1.600.000. Mã số 65. Cái đó ố bên trong thôi, theo em nó cũng không vấn đề ha. Cho nên là bác nào thấy chấp nhận được chốt cho em. Mã số 65 1.600.000. Tiếp theo. Còn cái nữa, cũng sa mạc luôn. Cái này thì cái này to nha các bác. Cái này cũng sa mạc luôn mà size to lắm. Cái kia là có A tay, còn cái này đời sâu nó không có A tay, không có tam giác tay. Này đời 99 nha. Đời 99. Đời 99 thì nó bỏ cái tam giác tay đi rồi nha. Tay tròn rồi luôn.
rồi và size là size lát lông, lát lông chuẩn cấp phát lính Mỹ 599 nha. Rồi tình trạng cũng còn 92%, 92% không, cũng không lỗi đâu. Cái này size to thôi. Rồi cái này bán 500.000, không lỗi lông, 92% trở lên nha. Cái này chỉ nó dính vào, về gỡ ra em, chỉ thừa, gỡ ra luôn, khóa nhựa, không lỗi lông. Một mét 75 trở lên. Ủa, em quên bật chế độ im lặng. Các bác có gọi chút hồi em gọi lại nha, đang like không nghe được. Rồi 80 đến 90 cân, 1m73-74 trở lên, độ mới cũng phải 92% trở lên, không lỗi lầm, ổn hết nghe quá. 500.000 đồng. Chỗ này nó có dơ xíu ngay đây, cái này dưới cánh tay nó dính tí ngay đây, diện đây. Ok, đó vậy thôi, còn lại ổn nha. Có điều sai to thôi. Cái này hôm nãy em quên giới thiệu cái nón nha, có nón nha các bác, có nón đầy đủ nha. Cái này dây đã còn, dây trên nó mất, dây dưới còn, dây trên mất, các bác lấy thêm luôn cái dây vào cho các bác nha, yên tâm. Vai 54, tay 68, dài 84, 500.000, mã số 66. Tiếp tục, như còn cái rằng ri, em lên cái rằng ri, lâu lắm rồi không lên rằng ri các bác. Không phải không lên nhưng mà tệ, cái này ít bán, không bán cái dòng này, lâu lâu nó sót một con. Rồi áo rằng ri M65 rằng ri luôn nha, chuẩn cấp phát lính Mỹ, size đẹp nha, medium short, 1m62 đến 1m72, đời 99 nha, 70 đến 80 cân. Rồi chuẩn cấp phát lính Mỹ 599, nhà thầu Golden MFC, size medium short, cổ đẹp, ổn nha. Nước màu đây nha các bác, nước màu còn ok nha, khóa nhựa nha các bác, thân nhựa, gỗ nhựa, đời 99 luôn, nó cũng mất a tay luôn, nó cũng bỏ tam giác tay luôn. Rồi nón đầy đủ, cái khóa lâu ngày cũng như nó bị oxy hóa này các bác, nó cứng, nó bị ra ten này các bác, cái này phải cho chút nước đi vô cho nó ra, kéo mạnh nó sợ nó gãy. Cái này mai để em xử lý, em cho chút dầu hay chút nước vào để nó mềm cái nó mới kéo được, không có hư đâu nghe, cái nó lâu ngày mà không kéo thôi. Cái nón của nó đây nghe các bác, nón của nó đây, lót bóp lim nha. Rồi tem thì nó tháo, tem tên nó tháo rồi nhưng mà không có dấu đâu nghe, bên này cũng tháo không có dấu vết. Rồi nước màu còn phải 94.5 đấy, 95 cũng được, nước màu còn ok lắm nha các bác, 95%. Rồi em bán size medium short nha các bác, bảy mươi đến 80 cân, 1m72 đổ lại, ok không các bác. Rồi 1.000.000 đồng, độ mới cao nha, không lỗi lầm. Cái này giống như lâu ngày không kéo, em kéo mạnh em sợ nó gãy, mai em cho tí nước vào nó mềm mềm. Các bác thấy nó trắng trắng này. Rồi em sẽ kéo ra cho các bác sau nha. Em bán 1.000.000 đồng, độ mới cao, vai 51.5, tay 60,
dài 75, mã số 67, 1 triệu đồng nha. Không tì vết luôn nha các bác, không một lỗi nhỏ. Tiếp tục rồi lên một cái áo ngủ của lính Mỹ nè, chuẩn cấp phát lính Mỹ size medium, shit sleeping, áo ngủ nghe quá, nhưng mà mặc lót bên trong đại khái, mình mặc cứ mặc ở ngoài cũng được. Size medium, chuẩn cấp phát lính Mỹ 591 nghe quá, DLA 100 và đề của nó đây, đề 91 nó hơi mờ mờ, đề 91 đây nha. Ok, bên trong là bằng lông nỉ nè, còn cái chiếc bên ngoài của nó đây, khóa cổ nha các bác. Rồi màu ô liu luôn đấy, chiếc bên ngoài đây và bên trong nó đây, trong nó giống như nỉ lông da lộn giống giống, còn bên ngoài là nó may theo kiểu đánh bông hết nha các bác. Đường chỉ của nó đây, tay nó đây. Rồi tình trạng là không dơ bẩn nha, không lủng rách. Rồi độ mới còn ổn đấy, 94% trở lên, thậm chí 94 đi, ghi cho 94, ít nhất nó là phải 94, về các bác cho thêm bao nhiêu phần trăm cũng được, nhưng mà cho lên chứ chắc chắn sẽ không cho xuống. Rồi chuẩn lính Mỹ nha các bác. Rồi cổ giống như con bắt vậy đó, cổ dây kéo nè. Cái này nó giữ nhiệt tốt nha, các bác mặc cũng ấm. Chỗ này giống như nó hơi phai phai hay dơ đi không? Cảm giác nó hơi phai phai các bác. Một tí chỗ này nè, tôi chỗ này nhưng mà nó cũng nhẹ thôi, các bác thấy không? Em để đây thì nó các bác khó thấy đúng không? Nhưng mà tại vì nó nhẹ thôi. Đây nè, để nghiêng vậy dễ thấy hơn. Đó, nó bị cảm giác như file dơ. Cái này em nghĩ chắc file đấy, nó treo lâu ngày ngoài ánh nắng, nó gặp ánh sáng, nhiều khi để lâu ngày nó hơi có cảm giác file, nhưng mà cũng nhẹ thôi, không đáng kể. Rồi bên này cũng bị mờ lắm, không đáng kể, mờ thôi. Rồi cho 90% đi cho nó nhanh, nhưng còn lại thì ổn nha các bác, kéo kính lên cũng ok. Rồi em bán 450 nghìn, tính ra là tí thôi, nhưng mà theo em chắc không vấn đề. Vấn đề là giá có hợp lý hay không thôi. Chuẩn hàng cấp phát nha các bác, lính Mỹ 591, 450 ngàn, mã số 68. Vai 50 nè, tay 68 và dài 76 nha các bác, 450.000 mã số 68. Tiếp tục em lên một con mũ cọp chuẩn Mỹ, Made in USA nghe các bác, thập niên 90 nha. Chuẩn Mỹ nghe các bác, size 71/4, cái này em còn 3 size. 71/4, 71/2 và 73/4. Lưu ý là chuẩn Mỹ nha, chứ không phải là giả cày đâu nghe các bác. Không phải hàng Thái tái bản nha. Tất nhiên là chuẩn Mỹ thôi, hàng cấp phát lính Mỹ, em chưa thấy có nón tay bèo nha. Nếu mà hàng nón tay bèo mà cọp này nè, mà nếu của cấp phát lính Mỹ thì em chưa thấy, có hay không thì em không biết, nhưng mà em chưa thấy. Còn cái này tất nhiên chuẩn Mỹ, chuẩn Mỹ nha các bác, nhưng mà nó là hàng thương mại. Ok, em bán 500.000, quan trọng là chuẩn Mỹ chứ không phải hàng Thái nha. Chất liệu kaki mới 100%, cái này vòng bài ở đầu 71/4 thì tầm 56, vòng đầu 56 nha các bác, 55-56 là ok, hoặc 57 thì hơi ơ, các bác cứ
7 1/4 các bác cứ tầm 55 56 là ok. Ok không các bác? Chuẩn Mỹ nha, 500.000. Các bác vòng đầu bao nhiêu báo em nha, cái này là 7 1/4. Và 7 3/4 còn vòng đầu 7 1/2 thì là vòng đầu 57 58 nha. Còn vòng đầu 7 3/4 là 59 60. 58 à đúng rồi, 59 60 đó. Còn 7 1/2 em còn có một cái nhưng mà hình như em để ở dưới. Này 7 3/4. Chuẩn Mỹ của hãng A&B. Cái này vòng đầu 59 60 nha. 59 60 hoặc 61 cũng được. Rồi và 57 58 cũng còn, em còn là 7 1/2 nhưng mà còn một cái thôi. Rồi 500.000 mũ cọp nha, khỏi lên mạng. Mũ cọp em khỏi lên mạng. Tiếp theo. Tiếp theo em lên một cái áo. Cái áo Navy Seal, size nhỏ các bạn. 32 short. Mà cái này có lỗi rồi. Nó bị lỗi ở đâu ở đây này. Em bán 250.000, nó bị mấy cái nhám này nó cạ vô này các bác. Mấy cái gai nhám này. Nó cạ vô xong biết sao nó cạ dưới cái tay nó xù. Nó xù thôi nha. Tuy nhiên là về các lấy kéo tỉa bớt kìa em. Tỉa bớt mấy cái lông xù đi. Nó nằm dưới cánh tay. US Navy. Rồi bên này còn tên luôn nha. Size 32 short này. Chuẩn cấp phát đến Mỹ năm 2019 nha các bác. Nhỏ, phát nào nhỏ con chút cho em con này bán 300.000. Cái đó nó bị dưới cánh tay quá. Nhưng mà nó size nhỏ nha. Rồi, tem rồi còn. Ô, bác nào dưới 1m6. Dưới 1m6 và dưới 60 cân thôi. Dưới 60 cân, dưới 1m6 nha. Cái này thực tế là nó nằm ở dưới này nè. Đây nè các bác. Chắc cái này người ta đeo cái gì vô, đeo cái dây, đeo ba lô hay cái gì đó rồi người ta cạy nè. Nó xù thôi. Chứ còn lại tổng thể nước màu, nếu mà xét cái nước màu nó cũng 94%. Chất vải caro rip top nha, Navy Seal em bán 300.000. Dưới 1m6 và dưới 60 cân. Nó chỉ xù cái đó thôi, chứ còn lại tổng thể ổn, em bán. Giá lỗi nha, giá bị xù ngay cái tay 300.000. Vai 40 thôi. Nói chung cái này dành cho mấy bác nhỏ. Tay 58. Và dài 67, 300.000 mã số 69. Tiếp theo. Một con áo cái vải satin luôn các bác. Một cái áo vàng cát 4 túi. Vải satin nha. Cái này không biết cuộn nào, nó có chiếc band nó giống của lính Bỉ. Mấy cái áo mà satin của Bỉ là nó may band như thế này nè. Nhưng mà cái này không biết cuộn nào. Chưa chắc là cái này chắc thời trang. Chất vải satin 100% cô tông. Chuẩn Mỹ nha, cái này chuẩn Mỹ. Size medium regular. Rồi, tem của đây. Chuẩn Mỹ, hàng thương mại. Tất nhiên rồi. Mã số đồ ha, Tocno. Tức là số kho thôi, số xuất kho, số mã, số đơn hàng thôi. Nó là hàng thương mại, made in USA. Tất nhiên rồi, hàng có chữ made in USA là hàng thương mại. Rồi, ok. Rồi, cổ cũng ok ha, mồ hôi cổ thôi. Rồi, thân trước cái dơ tí đây. Cái này giặt ra, cái này em bao ra cho các bác. Chỗ này nó tuột chỉ, cái này mai em đạp cho. Mai em đưa thợ họ đạp cho các bác.
này nó tuột đường chỉ thôi nha, đạp lại thôi. Nó may sao nó hay bị tuột chỉ mấy cái cạnh này nè. Họ may họ không có lại mối sao nó tuột chỉ. Mai em đưa thợ họ đạp cho các bác yên tâm. Cái này nó xài miếng dán miếng gì mà nó tuột rồi. Ui, dơ. Ui, cái này nó dơ quá. Cái này thì không bao ra đâu nghe, về các bác hên xui. Nhưng mà chất vải của nó đây, vải satin kìa. Dơ nè. Mấy cái này dơ nè. Rồi. Cái này em không bao ra. Em sẽ đạp cho cái này cho các bác thôi. Còn vít dơ thì như em đã báo ha. Đây nữa. Cái này nó giặt rồi sao nó còn mơ mà. Ủa có xẻ luôn các bác. Đường xẻ nó hơi tục chỉ tí. Cái này mai đạp lại rồi. Mai em đạp lại luôn cho. Cái này nó có đây thì tại sao á. Nó có chiếc ben hai phía sau này nha. Rồi, mấy vết dơ thì như em đã báo. Cái ben bên này nó tuột rồi các bác có đạp để mai em đạp cái chỗ này giống bên này luôn. Còn về các bác không ưng thì tháo cái ben ra thôi, tháo đường chỉ ra cho nó suông luôn. Dơ đây nữa nè. Nhiều khi mấy cái dơ phải review kỹ để các bác thấy nó mất thời gian. Rồi, các bác 70 đến 80 cơ. Màu vàng khác nha. Nhưng mà nó cái gì nó dơ dơ đây nè. Ủa, nhưng mà nhìn bụi bặm đó em bán. Hơi tiếc nó dơ thôi chứ còn các bác có muốn đạp ben thì nhớ bảo em nghe, một đạp thì em đạp cho con đi tháo bỏ cái ben này luôn, khỏi xài ben đi. Ồ, được cái chứ. Cái điều nó hơi nó bị dơ thôi, tổng thể cái nước màu nó còn do anh này anh mặc bị dính gì thôi, dơ thôi. Em bán 300.000 đi, mã số 70, vải satin luôn đấy các bác, mã số 70 300.000. 70 đến 80, 65 đến 75, 1m65 đến 1m75, 70 đến 80 cân, vai 49 à. Chuẩn Mỹ luôn đấy các bác, mắt Inuta nha, tay 62 và dài 76, 300.000 mã số 70. Tiếp tục rồi em lên một cái áo satin của Hà Lan. Áo satin Hà Lan nha. Con này mới. Con này đủ mới cặp. Em là em thích cái vải này nhất. Chuẩn lính Hà Lan nha các bác. KL. Rồi và đời bao nhiêu? 100% cotton nha. Tức là satin cotton đấy, 100% cotton. Này không biết đời bao nhiêu. Về bao nhiêu thì không biết, nhưng mà chắc chắn là chuẩn lính Hà Lan. Độ mới cao lắm nha. Nên nó xù xù với sợi chỉ em ta tí. Lấy kéo tỉa đi. Cổ không có nếp mồ hôi luôn nha các bác. Màu xanh lét, chuẩn ô liu. Rồi. Mới, độ mới cao. Toàn bộ nút chìm hết nha. Nút chìm hết nha các bác. Garanti nè. Túi trong nè. Nút chìm hết, toàn bộ nút chìm hết. Có cái hộp này nó móp móp. Cái này mai em làm lại cho các bác. Mai em sẽ làm lại cho các bác. Bảo đảm là bấm được nha, không vấn đề. Này nó dơ dơ tí về giặt. Cái này mai em sẽ xử lý cho các bác như cái này, không vấn đề nha. Vẫn bóp bình thường. Nhiều khi nó ép kiện chặt quá nó bị móp cái nút thôi. Rồi, tay lá cờ Hà Lan. Nút chìm độ mới cao. Không lỗi lọc. Độ mới cao nha các bác. 95.5% trở lên. Mới lắm. Rồi. Mặt 65. Đến như em là mang vừa thoải mái nha các bác, từ 74 cân đổ lại 75 được, 75 thì gọn ha. Nhưng mà con áo nó độ mới cao và cao 1m68 trở lên thì đẹp hơn, 1m68 trở lên. Lá cờ Hà Lan nha, hai bên cái chất vải nó đẹp lắm rồi. Nó tạm gọi là satin của Hà Lan, chất vải thì nó khác satin của Mỹ, nó mịn hơn nha.
theo em thấy là nó chiếc vải nó đẹp rồi. Quan trọng là cái này nút này thì mai em sửa cho các bác yên tâm, là về các bác chỉ việc xài thôi, không vấn đề. Áo đẹp các bác, em bán 700.000, mã số 71. Nút cầu vai cũng nút chìm luôn nha, toàn bộ là nút chìm hết. Rồi, vai 48, vai 48 thôi. Áo satin thì nó mới vai nhỏ. Tay 62, dài 79 nha. Cái này nó bụi thôi nha, này dính bụi, bụi phấn hay gì thôi. Lấy khăn ướt lâu cái là bay bao bao bay. Rồi, 700.000 mã số 71. Tiếp theo, tiếp theo lên một cái quần dạng như lễ phục. Một cái quần Âu chuẩn cấp phát lính Mỹ nha, năm 2015 nghe các bác, chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 2015. Nó là chiếc vải của nó đây, màu dạng màu xanh xanh đen nhạt á. Ô nhưng mà cái này nó không có túi sâu, cái này quần nữ đâu. Chuẩn hàng cấp phát nha, quần nữ nha các bác, quần nữ không phải quần nam. Nhưng mà cái form thì nó cũng không khác gì, nó có điều là nó không có túi sâu thôi. Rồi không lỗi lọc, này chỉ thừa thôi, không lỗi lọc, không lủng rách, chỉ thừa thôi. Rồi độ mới 95% trở lên nha, độ mới cao. Chất vải nó là cũng là wood đó nghe, sợi len đấy, dịch từ lông cừu kết hợp với sợi poly. Nó không có ghi thông số nhưng mà đúng không các bác, đây này, wood này, wood này đúng không các bác, tức là nó kết hợp. Thấy wood không mà còn poly không biết có hay không, nhưng mà độ mới cao, nó nam mặc vẫn được nha, có điều nó không có túi sâu rồi. Nhưng mà đúng quần này là quần nữ, eo 80 kéo căng 82, dài 101, ống 24 nha, độ mới cao 95%, mã số 72, 200.000, 200.000 đồng. Rồi em lên cái này quần nam DSCB nha, của Trung tâm Hỗ trợ Nhân viên Quốc phòng sản xuất trực thuộc Bộ Quốc phòng, size 30R, chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 2002 nha các bác, đời 2002, chuẩn hàng cấp phát. Đây 45% wood nè, sợi len lông cừu đấy, và 55% poly. Cái này màu xanh đen nha, cái nãy màu nó tươi hơn, cái này màu đúng màu xanh đen, màu xanh đen. Rồi cũng độ mới 95%, không lỗi lầm nha, túi 2 túi sập, quần nam này là nó cửa hàng bên nó để sai đó, sai 30 đó. Rồi không lỗi lầm, eo 76 thôi, kéo căng thì được 78, eo cái này các bác có thể nới lưng được tới 5 phần, dài 94, ống 20, ống 22, ống 23.5. cái này em bán 300.000 nha, chuẩn cấp 2, mã số 73, 300.000 đồng. Rồi em lên một con túi hộp chuẩn màu ô liu, vải caro rip top nha các bác, chiếc vải caro rip top mới, đồ mới cao, cái này hàng China. Được rồi, này nếp nhăn
cái nếp nhăn này. Rồi chất vải caro rip top nha, quần túi hộp nha các bác, túi hộp này, quần 8 túi luôn các bác, nó đường nối đứt đồ kiểu cách cách điệu cũng giữ đấy các bác nè. Rồi 8 túi hộp, 2, 4, 6, 8, 9 túi lần các bác. Túi giờ này nè, cái này túi giả này, khóa đồng, độ mới cao lắm, mới tin luôn các bác, 98%, không lỗi lầm nha. Con nó có dây rút cho này nè, eo các bác nhỏ hơn các bác, rút lại, rút lại cố định luôn, rồi eo bao nhiêu mỗi lần sử dụng đi, sử dụng cái dây kéo thôi. Này size 36 rồi, 100% cô tông nha, made in China nha các bác. Made in China, mới lắm, cái này gần như chưa sử dụng là có đấy. 4 túi hộp, túi hộp đây, dưới đây nút có dây rút ống luôn nha, mới tinh, chưa sử dụng là có đó nha. Hàng khui nó nhăn thôi chứ còn mới tinh. Em báo 98%, eo 94, kéo căng ra được 98 nha. Còn eo bác cỡ 88 90 vẫn được, rút cái dây này lại, rút này lại là nó cố định thôi, hơi nhíu nhíu tí thôi không vấn đề. Em bán 600.000, dài 112, ống 21. Cũng đẹp đấy các bạn. 100% cô tập chất liệu caro rip top chuẩn màu olive. Mã số 74, 600.000. Mặc dù hàng thời trang China thôi, nhưng mà nó mới lắm. Rồi, tiếp tục. Một con quần lễ phục thủy quân chiến, chiếc vải nó đây nè, chiếc vải này dòng này, chiếc loại vải nó khác cái mấy cái áo lễ phục phong dài nghe, cái này giống, cái này là tiểu lễ, quần tiểu lễ đấy. Cái tên nữa đây không thấy tên được đâu, không thấy tên nữa. Túi bột mì, túi màu ngà ngà nha các bác, cái này thì chắc chắn là quần lễ phục, nhưng mà tem nó đi đâu rồi không thấy tem các bác. Khóa ID nghe, khóa ID nghe các bác, khóa nhôm ID, độ mới 95%, này thì chắc chắn là quần lễ phục rồi, nhưng mà không thấy tem cho nên không biết đi cho nó nhanh. Chất vải thì dạ đó, vải dạ nha, dạ mịn wood, tức là lông cừu đấy, độ mới cao, không lỗi lầm, không lỗi nha. Này nó dư lỗi dịch vải, dư cái sợi vải lên thôi. Rồi độ mới cao đấy, 95 trở lên nữa nha, nó cho 96 cũng được nha, mới lắm, chất vải đó đây. Rồi ok, có điều cái tem nó không thấy rồi, giờ có cấp phát hay không em cũng bán 600.000. Cái chất vải này nó khác cái chất vải của mấy cái áo đại lẻ nghe, nó dày hơn đấy nghe các bác. Sai không biết sai bao nhiêu. Rồi eo 81, kéo căng ra được 83 đấy. Nói chung eo 80-82 là được. Dài 110, ống 24 nha, 600.000, mã số 75. Rồi tiếp theo, nên một cái quần sa mạc đi, có cái áo đâu ta, kệ nó đi, có gì lên đó rồi các bác. Tên gỗ lính này, đa lê, chất liệu caro rip top, có đắp mông nha,
thân sâu bị dơ tí nghe này, dơ nha. Này không biết có ra không, em thấy có vẻ giặt rồi nè mà chưa ra nè, em cứ báo không ra. Dây rút ống có dơ đây nữa, dơ đây nữa nha các bác. Nó giặt rồi cho nên nó cũng còn mờ, nó còn nó mờ mờ. Rồi đầu gối dơ này. Đầu gối dơ nha các bác. Đắp gối hai đất, dây rút chỗ này cũng dơ dơ vài chấm. Nước màu thì còn cũng ổn nhưng có điều nó dơ đây nữa. Rồi dơ thôi chứ không rất lủng nha, em bán 300 ngàn. Không biết size gì, phụ cái này size to hả? Chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 2003 nha các bạn. SBO chắc và đời của nó đời 2003. Tăng đơ đầy đủ nha, nút gài nghe các bạn. Không rất lủng nha, chỉ có dơ dơ như em đã báo thôi. Cái size nó xé đâu rồi. Cái size nó mất, cái size cái này chắc phải lát. Xài lát, lát regular. Ủa nó eo tới 104, eo 104, kéo căng 106, dài 112. Các bác có thể siết tăng đơ lại nha. Ống 22 300 ngàn, mã số 76 các bác. Rồi tiếp tục. Một cái áo của Học viện Không quân Mỹ. Size 48L. Chuẩn Học viện Không quân Mỹ nha, năm 90. Cái dòng này đời 90 nhiều ha. Rồi, độ mới cũng trên 95 đó nghe, cổ chưa có vết gì. Khóa nhôm 590. Size thì 48L các bác, cao trên 1m7 và trên 80 cân. 80 đến 90 93 cân cũng được. Không lỗi lầm nha, mấy cái này bụi tóc rồi nó dính ra thôi. Rồi em bán 500 ngàn. Không lỗi gì hết nha các bác, khó cả lót tháo rời được nha. Mới 95% trở lên. Không tì vết nha. Bò còn bò ôm khít như này, hai ngón tay, ba ngón tay. Cái form này nó dễ mang đúng không đó. Khóa nhôm IKK, nó đơn giản, nó dễ mang và quan trọng là nó lịch sự. Nó lịch sự cho nên là bác nào mang được hết. Là từ lớn tuổi hoặc là trẻ tuổi mang đều được, quan trọng là nó lịch sự. Các bác mặc sao thấy lịch sự là nó ok rồi. Rồi ổn các bác ha. Và quan trọng nữa nó là hàng cấp phát, và thêm cái nữa là giá hợp lý, cái form nó đẹp. Rồi ok, nhưng mà vẫn mang phong cách lính nha. Phong cách lính thì nó có bác thì thích hầm hố, có bác thì thích lịch sự. Bác nào thích hầm hố thì mình chốt cái khác, đợi cái khác đẹp hầm hố mình chốt sau các bác. Còn bác nào thích lịch sự chốt cho em con này 500 ngàn, vai 54, tay 72 và dài 71, mã số 77 nha các bác, 500 ngàn đồng. Nói chung tùy lúc mình đi, nhiều khi có những nơi mình đi đâu nó hầm hố thì mình mặc cái áo nó hầm hố thôi các bác. Còn có những nơi cần lịch sự thì mình mặc những cái áo như này. Mã số 77, 500 nghìn đồng. Tiếp theo em lên lại là ba đôi suy. Nhà không có gì ngoài ba đôi suy. Lóc lóc chất vải kháng nước nha. Màu nó gần như màu đen đấy, nhưng mà mới nhìn là nó như màu đen luôn nha, nhưng mà thực tế là nó xanh đen đậm. Rồi size 38 regular,
Con này giống con hôm qua em lên, nhưng mà con này hình như nó mới hơn. Size 38 regular, giống y chang luôn, cùng size luôn. Nhưng mà con này nó mới nha bác. Chuẩn cá phát đến Mỹ năm 87. Rồi, nhà thầu Central MFG. Lót lông tháo rời được nha. Khóa đồng nha. All weather, tức dành cho tất cả thời tiết, đi mưa đi tuyết đều được. Mưa nhỏ nhỏ thì ok, mưa to thì có thể nó thấm nhẹ. Thấm nhẹ qua các đường chỉ thôi, chứ còn cái vải này cũng khó thấm lắm. Độ mới cao nha các bạn. Rồi, và ăn tiền cái size. Thân lót lông, còn cái tay lót lụa. Lụa mới 96% khỏe rồi. Cái này nó dính gì để em xử lý. Mới lắm. Con này độ mới thì 96% đấy. Xử lý sơ cái coi nó ra hay không thôi. Ra cho bác nha, nó dính gì thôi, bò cái là ra sạch rồi. Rồi, bò sạch luôn các bạn. Ra hết luôn nha. Còn mờ mai đẩy thêm phát nữa ra. Ngồi xìu khi xử lý nó mất thời gian. Này cái khác sẵn em thấy em vò luôn. Nhưng mà nó chưa ra. Các bác từ 55 đến 50, từ 50 thôi đến 60 là thoải mái nha. Còn 60 đến anh này nó dính lên bên trong rồi nè. Này là chắc người ta ăn cái gì dính vô nè. Nãy em vò bên này thôi, còn bên này chưa vò. Cái này bao ra cho các bác nha, để mai em vò lại. Em vò là sạch sẽ, nó nằm bên trong. Các bác nếu mà thoải mái á là từ 50 đến 60, có thể mặc thêm cái áo len bên trong nữa. Còn như em là 68 cân mang vẫn được nha các bác. Có điều cử động mạnh thì nó hơi kích thôi. Nói chung là cứ 65 cân đổ lại, 50 đến 60 là mang ôm. Còn 65 cân á, 65 cân á là gọn nha. 50 đến 60 là thoải mái, 65 là gọn. Kiểu nó đơn giản thôi các bác, nút cài chìm. Nút cài chìm. Độ mới 96%. Lót lông nha các bác. Độ mới rất cao. 96%. Lông tháo rời được em bán 650.000. Cái này thì nó dơ ra mai em xử lý. Lót lông luôn. Và ăn tiền lăn cái size nữa. Rồi 1m7 đổ lại, hoặc 1m72 được. Nếu các bác dưới 60 kg thì 1m72 được. Bởi vì dưới 60 kg là cái vai nó nhỏ hơn, thì nó cái tay nó sẽ phủ ra hơn chút. Chỉ sợ cái tay thôi, chứ còn chiều dài cái thân thì thoải mái đâu có vấn đề. Dòng này thì nó không có địch đâu nha. Kiểu nó đơn giản thôi. Lịch sự nhất có thể. Nó bụi thôi, trên này nó bụi bụi. Tí cái đồ mới cao. 650.000. Vai 48. Tay 61.5 và dài 101 nha các bác. Mã số 78, 650.000. Chú ý là lót lông tháo rồi được. Nên mùa thu các bác phát nhẹ cũng ok nha. Các bác có thể xứ nóng phát nhẹ mặc đi mưa. Ví dụ trời nóng nhưng mà trời mưa các bác làm áo mưa cũng được. Tháo bỏ cái lót này tức đi. Lót khóa ID tháo rời được nha. Cái này mai em lấy nước em vò cho các bác yên tâm. Rồi cổ đâu cũng chả có vết gì luôn, chưa có dấu vết gì luôn. Rồi tiếp theo. Thôi chắc em ngưng đi các bác. Em xin phép được tạm ngưng video tại đây. Và cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Và bữa nay hơi mệt các bác, cho nên lên chắc nghỉ sớm.
cũng tiến rồi chứ cũng đâu có sớm đâu các bác ha, cũng 55 phút rồi. Nên chắc là hẹn các bác video tiếp theo vào tối ngày mai. Xin chân thành cảm ơn và chào tạm biệt. Nếu các bác ưng ý được mã nào thì gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em nghe, số điện thoại để em để trên này. Rồi, 0903145965. Nhiều khi cũng phải đọc, nhiều khi các bác nhiều khi xem trên điện thoại mình thấy không có rõ. Thì các em mới đọc luôn ha. Rồi xin chào các bác.